Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 15 tháng 2 trên kênh VTC14, đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, khối không khí lạnh có cường độ mạnh đã làm thay đổi thời tiết miền Bắc và cả miền Trung. Ở miền Trung thì sau những ngày nắng ráo, mưa đã quay trở lại với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cùng với mưa thì nhiệt độ tại khu vực giảm sâu. Tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh thì nhiệt độ chỉ còn từ 16 đến 19 độ, một số nơi xuất hiện rét đậm. Khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ cũng không vượt quá ngưỡng 25 độ. Cùng với thời tiết chuyển xấu thì những ngày qua, người dân Trung Bộ cũng đón nhận một tin không vui. Tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chỉ trong những ngày đầu năm đã có hơn 3.000 con gà chết do dịch cúm H5N6, đồng thời có trên 500 quả trứng bị tiêu hủy do dịch bệnh. Với việc dịch cúm AH5N6 có khả năng lan rộng ra các khu vực khác, bà con nông dân cần áp dụng những biện pháp sau để phòng bệnh. Bà con chủ động tiêm vaccine cho đàn gia cầm ngay từ bây giờ, tổ chức tiêu độc khử trùng xung quanh chuồng trại, bãi tập kết gia cầm và thủy cầm, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho đàn gia cầm để chúng có thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra thì bà con cần báo ngay cho cơ sở thú y địa phương khi đàn gia cầm có biểu hiện ốm, bỏ ăn và chết. Quay trở lại với những diễn biến về thời tiết, ở miền Trung nơi duy nhất ấm áp trong ngày mai là các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Do ít chịu tác động của khí lạnh nên nhiệt độ ở đây vẫn đạt mức từ 26 cho đến 29 độ. Nắng sẽ bớt gay gắt hơn ở các tỉnh phía Nam trong ngày mai do sự ảnh hưởng của khí lạnh. Trời chuyển nhiều mây hơn nhưng nắng vẫn xuất hiện và nhiệt độ tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ dao động từ 32 cho đến 34 độ. Mặc dù không khí Tết vẫn đang ngập tràn ở các tỉnh Nam Bộ, nhưng người dân nơi đây vẫn không quên ra đồng sớm để phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa đang phát triển mạnh. Trước và sau Tết Nguyên đán, bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên 318 hectare lúa của tỉnh Phú Yên, trong đó huyện Tuy An nhiễm 174 hectare. Những ngày qua, nông dân ra đồng bè bờ giữ nước, cấy rậm, phun thuốc bảo vệ thực vật. Với những diện tích đang bị bệnh đạo ôn tàn phá thì bà con nên áp dụng một số biện pháp như sau. Đó là không nên để ruộng khô nước nhằm tăng sức chống chịu cho cây lúa. Dừng việc bón phân hoặc phun phân bón lá, đặc biệt là phân có chứa đạm và thuốc kích thích sinh trưởng. Nếu phát hiện bệnh phát sinh cùng với các điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển thì bà con cần dùng các thuốc đặc trị ngay. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, với sự tăng cường của không khí lạnh, thời tiết đã có những chuyển biến, trời không còn nắng ráo mà chuyển sang trạng thái nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục giảm. Toàn khu vực trời có rét đậm, riêng vùng núi có nơi có rét hại, nhiệt độ đêm nay chỉ phổ biến ở mức từ 12 cho đến 15 độ. Và ban ngày thì nhiệt độ cũng tăng chậm lên ngưỡng từ 14 cho đến 17 độ. Thời tiết chuyển biến nhanh khiến cho cây trồng vật nuôi khó thích nghi, bà con cần chủ động bảo vệ diện tích rau màu và đàn gia súc gia cầm để tránh thiệt hại. Tiếp nối bản tin, xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất là từ 12 cho đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 19 cho đến 21 độ, có nơi từ 21 đến 23 độ và độ ẩm trung bình từ 77 cho đến 82%. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm. Vùng núi có nơi có rét hại, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12 cho đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 15 cho đến 17 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa rải rác, tập trung ở các tỉnh phía Nam của khu vực, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc từ 13 cho đến 15 độ, phía Nam là từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 16 đến 19 độ, còn phía Nam từ 20 đến 23 độ, độ ẩm trung bình cho toàn khu vực là từ 77 đến 82%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trời nhiều mây và có mưa rải rác tập trung ở các tỉnh phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 đến 23 độ, cao nhất tại phía Bắc từ 23 đến 25 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ và độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, phổ biến không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 81%. Còn tại các tỉnh Nam Bộ thì mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3,
nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, độ ẩm trung bình là từ 72 đến 77%. Bản tin thời tiết Đông Vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.